Hello. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hải. Ok. Rồi nói đi. Bữa nay mình cho anh nữa không? Cho anh thì tem mình cho tiếp đi em ơi. Thì máu cho trong mình rồi. Thì theo quy luật lại của tem đặt ra là dẫn ai cho anh người đó hay dẫn tôi béo. Mà bữa nay mở anh phá lại đây có đứa nào cho đứa đó. Ừ. Thì tôi đứng ra ngoài đây cho anh hai đứa đi. Sẵn sàng luôn rồi. Không có chờ nữa. Cho ông đừng có biết là cho ông được không? Bữa nay dán ai? Nay dán tôi béo. Nhẹ. Với Hải nè. Đây camera man mới nha các bạn. Cãi coi đi, nó dán đi, không sao đâu. Nói ngủ gì chứ. Thì mày nhớ bữa hổm cho mình không? Nhớ bữa hổm cho anh gì mình không? Nhớ. Cái gì? Tao quên rồi. Quay xuống. Chắc là đi nhập. Ừ. Mình ông chú ôm với ông chú ôm với ông chú Bông Ngọc. Đây, phải chú ôm với chú cho anh cũng dính cho tâm linh nữa. Dính luôn hả? Nhưng mà tâm linh này tâm linh thiệt chứ không phải tâm linh giả. Cái gì nên tâm linh thiệt giả nữa chà. Tao rồi ai? Đuổi rồi đi. Thì thiệt chứ giả thì thiệt đó các bạn. Mày cầm mồm đi. Tôi nghĩ trao đổi chắc. Trao đổi với nhau. Thôi nghỉ luôn đi em nội ơi. Trao đổi gì vậy? Đây là gì nè? Gì nè? Kìa. Nằm đó kìa. Hải thức rồi kìa, ảnh thức rồi kìa. Ảnh thức rồi kìa. Lớn lên lên. Nãy giờ nghe hết trơn đúng không? Thà rồi. Nãy giờ nghe. Nãy giờ cho thiệt này cho sống một cái cầm tay vậy. Phải đâu, bữa nay thôi. Bữa nay mình cầm chân tay lôi lôi luôn. Này thà chú Quỳnh đi. Tự nhiên nói chuyện lớn quá thắc quân. Con không nghĩ không nghĩ. Ê, bữa nay lấy công dùng tội đi. Anh nghĩ chưa ra. Không phải ra đâu, đáng dùng đủ mẹ hay ta bữa nay. Không, muốn ra phải lấy công dùng tội đàng hoàng. Không, lấy công dùng tội đàng hoàng. Bữa nay mới bắt em cho anh nghĩa. Bữa nay dắt nghĩa đó. Đúng rồi, quá hài mắt. Phải vậy. Nghe nói cái này giải gái đầu tiên lắm không? Giải chú Bư cũng nổi. Này nghe mấy bạn, chú Bư này nghe mấy bạn. Bây giờ chú Bư cho em chú Bư nhìn đi. Ừ. Cho em chú tao nhà đi. Phụ phá bây giờ cũng lắm nó cái thằng chạy với thằng nào. Mà cho em gì cái gì. Không bây giờ em giả bệnh đi. Rồi cái em kêu. Chỗ đèn mày hả? Không ra gì. Anh này á. Đi chào để chú Bư luôn. Đang bệnh. Đi chào đúng không? Đi chào. Rồi cái đầu kia. Má cái đầu kia ghê quá xinh rồi. Anh nhìn chứ. Rồi nói chuyện đây rồi nói chuyện bệnh cái đầu là. Kia là chú gì? Chú Ngọc. Chú Ngọc. À, chú Bư, mày chú ôm. Kêu bữa nay kêu chú Ngọc ra. Ừ. Cái mình cái em giả bộ bệnh. Thôi chút xíu thì biết liền. Kiếm bữa bói gì nữa đi. Rồi tới một chuyện nữa. Mày giả giá mà. Mày kêu tao giả mà nó tới một chuyện. Cấm đậu tao quá. Giả. Bố nói giả thật thiệt mà, thiệt giả giả mà. Bộ đồ tóc này giờ em quen với ta. Gì nữa? Đồ tóc này giờ em quen cái gì? Hôm qua bị có người bỏ rồi. Không. Cái này giống của Mỹ Đen cái gì? Có đâu giống được đó tao cua mày nhớ không? Trời ơi. Còn cái đầu chú Bư không có mất tiêu rồi. Chẳng buổi ngoài luôn. Rồi sao? Đi qua nhà của Cái sinh về ngủ dắt đi. Đây. Tao tao còn ngủ nè. Làm đánh chết không thức nha. Đánh chết không thức. Ngủ nha, phải ngủ mới được nha. Bạn theo chân anh em tôi đi qua bản phá làng nó sớm đó nha mấy bạn. Con này đứng lại nè. Từ từ lắm dữ ghê vậy. Trời ghê vậy. Ở đây đúng không? Ở đây đúng không? Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Nhìn cái mặt của nó là thôi thua. Tối ngày anh thấy quần ông Tám nó ngẩn cái kéo quần Tám kiếm gì trống rồi. Cái kiếm gì không? Kiếm gì? Kiếm tiền của mình. Kiếm ba cái chào. Chú mứng. Đụng quá, đụng đầu lưng bựng. Bả đâu rồi? Chuyện hết trơn rồi. Còn ở nhà không hả? Ừ. Tại vì là vô bánh bữa nay tới số. Bữa nay nhà của mấy mình đó. Ê, để đi kêu. Ở đây, bạn đây nghe. Để đi kêu Tám vào nhà ông ba thôi. Ủa, ông bánh đi. Trước đi, đi bánh đi. Đi, đi. Ở đó mình ra sao đi. Ra sao bạn đi. Ra sao bạn chuyện. Ra sao đặt bàn đi. Bữa nay nghỉ thôi. Ngoài nghe nói uống trà sống dài phải không? Uống đồng bánh hả? Nghe nói uống trà sống dài phải không? Uống rồi đập đi luôn. Mẹ mày, mày đừng có gian hồ.
uống cái bình đó, mày uống cái bình luôn mấy chút dài. Sao giờ ha, sao giờ ha. Ê mày đi nghỉ đi. Gì uống nước cam à? Nói chung họng không nổi. Mà ăn để cho nó về nghe đi. Mày gái lắm mà. Ơi nè. Mày ăn mày y như mấy con cá trai ăn móng dưới sông vậy đó, tao nói thiệt, mày nín cho đầu đi. Mình bệnh gì mà đọc ôn vậy? Ai nghe đang nghe em nói sao chỗ tình. Em sáng vậy. Cái đó là ông tám hồ rồi. Mày nhẹ kêu nó mang đậm ảnh đi, nói này em suy nghĩ mày làm ảnh nó quay. Anh ra tiếp à. Alo, anh ơi. Nha. Bữa nay em bị sốt rồi, gì anh ra mua thuốc thì mang được không? Trời ơi, ghê chưa? Rồi mấy có nói với mấy nghe biết chưa? Em bữa nay em nghỉ không có quay. Đèo tiền. Ê hỏi có nói mấy người kia bệnh hết chưa? Hết chưa? Chưa hay hết chưa? Chưa ai hay hết đó, anh ra mua giùm em đi. để mua mấy bánh dây mà mua. Em bị sốt á anh, với nhức đầu thôi, với say nắng, chẳng cảm nắng. La làng la sớm để cho người ta biết, để người ta không có tin tưởng mày nữa. Nhà em đi cho okay, người chạy ra. Ủa dạ. Ông nãy kế bên không điện. Không có thấy ảnh. Bây giờ anh ra nấu cháo cho em chứ. Rồi đến chị ra. Vâng. Dũng cầm được các bạn em cây trang điểm. Là độc giả ở đâu rồi? Ông tin anh à. Độc giả má. Có kìa. Chút là cỡ cáo. Kèo. Chút là. Dạ. Rồi, đắt áo được trên mặt ha. Rồi đây, rồi, đi, rồi đi. Chú canh đây các bạn. Chưa. Đừng nằm đi anh. Chưa. Anh chờ. Bắt mày đi, có mày đó. Có. Bắt mày đi. Vô chưa vô mà. A few moments later. Chưa. Chưa. Em đây nè anh ơi. Ủa rồi sao không kêu cha mẹ em mua thuốc uống? Dạ em sẽ đi đâu hết trơn rồi. Điện hãy gì chưa? Chưa. Mẹ thuốc rồi nè. Mẹ ra uống chưa? Chưa nó. Vừa nấu cháo rồi nè. Nóng cháo rồi. Đi mà. Thấy không? Bệnh hoạn có mình nên tao. Nhớ tao, điện tao. Nè. Thuốc nè. Trong đời tao đi mua thuốc cho gái uống đó. Ok, cảm ơn anh nhiều. Cháo gì? Cháo gì cũng được hết á. Cháo trắng hả? Không. Mày... Cháo trắng nhạt nhẽo lắm. Cháo gì? Cháo muối hay gì? Cháo gì cũng được. Mày cha bà. Bệnh bà cũng... Cháo gì? Nhanh nhanh. Rồi chưa anh? Chưa. Rồi. Anh nghỉ thôi. Ai nước cho em uống thuốc giùm ơi. Chưa, từ. Nước hả? Múc giùm em miếng nước. Ê ba kia. Chi đờ. Xuống đây nè, xuống đây, núp đây nè, núp đây, núp xuống đó. Núp em ơi. Nè, để đây nha. Từ xa em đến nơi khi bóng trăng qua hàng cây. Đường xa em đến nơi xa xa. Cháo rồi em.
Cháu nè. Mỹ Vân ơi. Nè cháu à. Sơn. Sơn. Sao nói chuyện vậy? Kêu thuốc uống nước cháu mà. Sơn. Sao nói chuyện vậy? Kể thôi nè. Kể đi. Sơn. 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 Kêu mua thuốc uống rồi chạy ra. Rồi kêu nấu cháo uống ngoài gì ăn luôn. Nằm như hoài đó hả? Bệnh đâu phải là cái gì đâu. Sơn. Nếu con nó giết tôi giết theo. Sơn. Sao mình mãi nóng vậy hả? Trời ơi. Sơn. Sơn. Mày nóng gì trời? Chạy. No. Đủ lại nha. Sơn. Bông giờ rồi anh ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng anh ơi. Bọn mình nghèo túng để cho quên ngày sau giàu có món tiền. Làm gì chạy? Bệnh tao phải người ta biến luôn. Không cái gì? Sơn. Đi. Chạy. Yeah. Chạy. 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 Mất rồi nè. Chạy nó làm gì? Đuổi tao quay không? Chạy làm tao quay không? Theo những nghi vấn ban đầu, cô gái này có thể mắc một số chứng bệnh có tinh thần không ổn định nên mới có hành động như vậy. Nhiều người cho rằng có thể do cô gái này bị ngáo đá dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Làm gì? Sơn gì? Định làm gì? Ai? Đi chơi trời. Mất rồi hả? Mày định làm gì? Ai làm gì không? Mày làm gì vô họng Sơn? Mày làm gì? Mua bệnh. Thôi đi nuôi bệnh rồi nuôi cái giường luôn nổi. Chào luôn nổi nữa chứ bây giờ cái gì chào. Nhà tao không có ai vậy. Thôi biết rồi. Thôi đừng có không biết rồi đến không lặng. Mày đi ra ngoài. Đi cái nào cũng cho. Cho anh gì? Đi đi ra đây. Nó mới ra ối là mày vô họng mà. Nè tới nè, nó tới mày cầm. Rồi đi ra. Mày ra đây mày ngồi. Rồi cho đi trận mất vô mất luôn rồi. Lên võng nằm nè. Lên võng nằm cho khỏe. Ai làm cái gì? Con gái người ta ở nhà mình đâu. Nhà anh ơi, mày làm gì? Nhà nữa mày á, bị tao biến, bị câm mày điếc cái mày kêu tao ra mua thuốc mày uống. Mẹ mày đừng có giang hồ. Mày lỡ vô phòng tao mày nằm mày làm cái gì? Mày thấy cái gì? Mày vô mắt ra. Mày làm hồ không? Thấy không? Lại bớt em quá trời. Thấy bệnh, bệnh. Ai? Tao mở đĩa dĩ của mày đó. Chết mẹ nó đi cho rồi. Sống chi mà khổ quá. Mày sống nhiều chừng nào mày làm khổ tao chừng nấy. Mày để cho tao phải chửi, phải mắng mày, mày thấy không? Cũng tội nghiệp cho thân già tao chứ. Ơi! Bữa nay mày đọc con gái nha. Ông lấy tay em bớt. Ơi! Mọi người có biết sung sướng là gì không? Sung sướng là như thế này này. Tao nói vậy là phải. Ai làm gì? Thương không? Ai làm gì? Mày trời thấy phòng nhà con gái nữa mà. Con gái mà. Ở số mày còn lấy. Thôi làm gì con gái. Em bám vô mày tụi em.
Nó không có nhà mà hết tám gì. Gì? Không có ai ở nhà vậy mấy cây nhà ba đó kìa. Ê tay vô. Ê tay vô. Đánh uống. Nội không nội. Nhẹ nhẹ. Thôi bậy nha, đừng suy nghĩ bậy nha. Biết rồi. Con thấy gì? Trời không tháo dùng tóc giả ra đứng mình thấy hoài luôn đó. Mình hôm nay múc á, mình mua thuốc cho nó, mình mua nấu cháo cho nó uống. Phải bị điên à? Dạ dạ. Cháo ăn cho nó ổn vô. Ê, vậy. Anh nghĩa tốt cho mọi người. Không có tao mà làm gì ông Hải rồi. Không có mấy tao mà làm gì ông Hải, ông Hải không la lên mà làm ổng rồi. Một lần duy nhất luôn. Tốt. Tốt mày cho anh vậy nè. Thử lòng, sẵn mình thử lòng luôn, có mấy anh nghĩa tốt. Rồi là ông cái, là ông cái. Lỡ như mày bằng cùng đậu tặc thì sao? Ờ, cùng đậu tặc. Bây giờ uống bia không? Không. Rồi uống gì? Uống ngọt. Uống nước ngọt là uống ngọt của nhập tâm là của dâm đó vậy. Mày uống đi mà. Ghê mắt nó bị. Cả đầu tư của mày sao em chơi tao? Thôi em mỏi ơi. Lỡ gì mắt hắn à. Lỡ một lẹo. Hỏi nha. Lấy. Lấy. Dạ. Đôi mắt gì vậy? Nó hỗn độn chứ. Nãy tới tay bóp vô tôi thấy biết rồi. Trời ơi, trời ơi, bóp ra bóp vô. Cái tay bóp vô biết rồi. Đó là trời. Thấy xương không à. Rồi thêm đó, xương vô đâu có làm gì đâu. Trời, đã quên gỡ cái đồng hồ cái trời. Thấy cái quýnh hết chưa? Thấy cái cọng vàng rồi. Mày gấp quá gấp rồi. Quá gấp rồi, chương trần nó chạy. Chương trần ra tới rồi. Say quá, say, say quá. Ở mình cũng ráng chịu cái không. Dạ, 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 vâng. Mình đó thì, alo anh Hoa. Dạ. Đứng thêm này qua ghê lắm. Anh coi chó nắc trong trắng nha. Nó coi chó nắc bây giờ bị gì nữa. Tới một chuyện rồi chứ trời. Ai tao bậy bạ, tao mua thuốc tao ăn uống nha. Tao bậy bạ rồi xong rồi. Mày mới nói bậy bạ. Bậy bạ. Phải đâu. Nói nó bậy bạ xong nó mua thuốc luôn. Ổng bậy bạ mua thuốc uống. Nó bị hớp. Mua thuốc uống rồi nấu cháo nó uống nữa. Bị hớp. Uống hoài trời. Hớp. Mình không có gì cho các bạn. Tụi biết vừa đẩy không? Ông đang đây em mất rồi, có trách nhiệm tôi. Đã thấy rồi. Đấy, vô mắt rồi nè. Thơm không? Xay muốn tay vô mắt. Thơm không? Thôi. Lấy đi. Đây. Lấy đi. Ơi. Thơm không? Hư nè. Ơi, sao. Lỗi tay luôn. Thì nói chung là hai đứa mới giận các bạn. Nói chung là bình thường, tại vì mình thử nghĩa thôi. Coi người nghĩa cái có uống nước ngọt xong nhập tâm cũng chẳng nói vậy. Tôi nghĩa gì? Bả nào tức lắm mày. Sao nữa rồi? Nãy mỏi tay nữa. Ông nội lấy tay ông mò vô chứ tôi không mò nào. Chứ nãy tao chọc vô mắt mày bóp cu thôi. Chứ anh xin đời nào mà làm vậy? Hả? À đi đâu rồi? Nỡ gì? Nỡ rồi. Nỡ rồi. Làm thiệt sao? Cho nước trà bây giờ. Làm thiệt tối tù sao? Không cho nước chai. Má cái đầu nó trời. Má nó không lèo nữa ông nội. Cái đầu mà. Để mình coi chứ hóc nách chị. Bây giờ bữa nay ăn da không được bỏ nghe bà. Dạ bữa rồi. Chưa sao cũng đó. Cảm ơn anh nè. Em tới á. Em tới mày nè. Mày bị câm á. Mày á. Mẹ ơi. Mày bị câm á. Mày kêu tao ra mới hút cho mày uống. Bị câm sao kêu được. Bị câm cũng ở được. Thôi mày dừng đi. Trời ơi. Ê mày quánh tao, bị tao quánh lủng lại. Đừng. Cầm đầu đấy. Ê ai đóng dòm á. Hai người mắt thiệt mọi rồi. Nó không lẹo thiệt à. Nó không lẹo rồi. Ê kêu mày nắc chi. Mày nắc. Lộn mày nhìn cái phốc nóc. Anh cũng bị quýu luôn. Quýu luôn rồi. Bà cố quắc mày. Bởi vì sao nói ông Nhông Hải mà, kêu bên mày làm sao mà ông Hải không la quá quá là quân tử vậy thôi. Cái quân tử trong trắng vô cùng. Trời. Trời. Trắng thời. Cái sao cũng cảm ơn anh. Thôi. Rồi. Biết nó nói trong trắng mà trắng không? Đến trắng cổ. Đúng chứ. Vậy bạn ơi, dùm chạy tới đây bạn bye bye bạn nha. Bắt đầu.